Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào các em. Rồi, thầy đã lên rồi đây. Chào tất cả các bạn. Đợi chút nha, nó sẽ đỡ lag ngay sau đây thôi. Có mặt thầy chưa nhỉ? Các em nhìn thấy mặt thầy chưa? Có thấy lag không? Có mặt thầy và có thấy lag không? Có mặt thầy chưa nhỉ? Mặt thầy đã hiện ra chưa các em? Thầy thấy mặt thầy đen xí này. Chết rồi, hẹo rồi, sao mặt tôi đen xí này? Ok, xin chào tất cả các bạn. Xin chào tất cả các em đã quay trở lại với Beeline B-School B-Cool, học để khẳng định mình. Rồi, chào tất cả bạn. Hôm nay chúng ta sẽ học 66 câu lý thuyết. Được rồi, các em kết bạn với thầy nhé. Không lag à? Sao máy thầy lại lag ấy nhỉ? Ok, rồi, thôi. Chúng ta sẽ bắt đầu ngay buổi tối ngày hôm nay với 66 câu lý thuyết sóng cơ. Được chưa các em? Nào, 66 câu lý thuyết sóng cơ. Thầy nói hơi bé à? Thấy màu đen. Ok, dò mạng các em rồi. Nào, các em F5 lại một phát là nó sẽ là đây này, thì hơi bé này. Thầy kích hết loa lên rồi nhá, hết cỡ rồi đấy các em không ạ. Alo 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 alo. Alo alo alo. Rõ chưa? Hết cỡ rồi nhá. Các em cho to cái âm ở máy của em lên. Được rồi. Hôm nay là 66 câu lý thuyết. Tất nhiên thầy sẽ làm một kèo, được chưa? Hôm nay sẽ có một kèo nhá. Là kèo gì nhỉ? Kèo làm đúng, được chưa? 66 câu lý thuyết mà không cần bấm máy. Ok. Hôm nay sẽ làm cái kèo này với các em, làm đúng 66 câu lý thuyết mà không cần bấm máy. Được chưa? Kèo này rất chi là ok nhá. Kèo này ok đấy. Kèo làm đúng 66 câu lý thuyết và không cần bấm máy. Ok chưa các em? Các em comment đáp án nhá. Ok, nhớ comment đáp án đúng nào. 66 câu thôi, hôm nay thì cũng rất là nhẹ nhàng. Rất nhẹ nhàng. Nào, kèo 66 câu lý thuyết mà không cần bấm máy tính. Tuyệt vời cho các em. Tuyệt vời chưa? Nào, bắt đầu nhá. Ok, nếu mà bấm một lần thầy sẽ hát một bài, được chưa? Ok, kèo rất đơn giản. Bấm một lần là hát một bài, ấn ba lần là hát ba bài. Hợp lý không? Hợp lý nha. Hợp lý nha, bắt đầu làm nào. Câu số 1. Comment mạnh nào em. Câu 1 mà sai thì mặc định tạch đại học nhá. Nào, câu 1. Vận tốc âm trong môi trường nào là lớn nhất? Không khí loãng, không khí và nước nguyên chất và môi trường rắn, đúng không? Em biết là tốc độ truyền âm
là tỷ lệ thuận với gì các em? Mật độ môi trường, đúng không? Môi trường rắn là mật độ lớn nhất nên là tốc độ truyền âm sẽ là lớn nhất, đúng không? Truyền âm trong môi trường rắn là lớn nhất, em biết rồi đấy. Ngày xưa các cụ này hay phải áp tai xuống em xem phim Trung Quốc đúng không? Nghe thấy tiếng quân địch là phải áp tai xuống mặt đất để nghe nó mới rõ. Đúng không? Câu số 2. Điều kiện để có sóng dừng trên dây với một đầu cố định và một đầu tự do, được chưa? Đây, rất đơn giản này, một đầu cố định và một đầu tự do đúng không? Trời ơi, cái này đây này. Thầy viết tạm đây nhá. L này bằng K lambda trên 2, đúng không các em? K lambda trên 2. Đây là với hai đầu cố định hoặc hai đầu tự do, nhưng mà một đầu cố định, một đầu tự do phải cộng thêm thằng lambda trên 4 nữa vào, đúng không? Vậy thì ở đây đáp án chính là gì các em? D, bởi vì nó lẻ ra một nửa bó sóng nên phải cộng tiếp lambda trên 4. Đáp án D chính xác nhá. Ok, sang câu số 3. Khi sóng âm truyền từ môi trường không khí vào môi trường nước, được chưa? Truyền từ không khí vào nước. Làm sao các em? Nào, câu 3 đáp án gì đây? Em nhớ là các đặc trưng của sóng chưa? Vận tốc này, ở bước sóng này, tần số chưa? Thì tần số là bản chất của các loại sóng, như là sóng ánh sáng, sóng điện từ, sóng cơ, sóng âm nha. Mà đã là bản chất thì nó sẽ không thay đổi khi nó đi qua các môi trường, được chưa? Khi sóng âm khi đi qua các môi trường, ví dụ đi từ không khí vào môi trường nước thì tốc độ sẽ tăng lên, bởi vì mật độ môi trường là tăng, tốc độ sẽ tăng nhưng tần số sẽ là không thay đổi, được chưa? Tần số sóng sẽ là không thay đổi khi sóng đi qua mọi môi trường. Đúng cho các em, hợp lý không? Hợp lý nha. Câu 4 nào, úi dồi, giao thoa, vừa học hôm trước xong. Tất nhiên là 66 câu này thầy sẽ không bấm máy đâu, yên tâm, tay thầy lúc nào ở đây. Không bao giờ thầy bấm máy, các em yên tâm đi, được chưa? Bấm một bài thì sẽ hát một bài, được chưa? Bấm một lần rồi hát một bài, nhá. Không vấn đề gì ở đây cả. Tiếp, câu số 4. Có hai nguồn sóng giống hệt nhau, có cùng phương trình, tức là đây là hai nguồn cùng pha với nhau, đúng không? Đấy, trong miền gặp nhau của hai sóng, tức là trong trường giao thoa, những phần tử dao động với biên độ cực đại sẽ có hiệu đường đi bằng một số gì các em? Nguyên lần bước sóng. Để một điểm dao động cực đại với hai nguồn cùng pha thì hiệu khoảng cách nó phải là một số nguyên lambda, còn điểm cực tiểu sẽ là một số gì các em? Bán nguyên lambda, đúng không? Cực đại là nguyên và cực tiểu là cái gì các em? Bán nguyên nhá. Câu 4 nhẹ nhàng, đúng chưa? Nhưng mà nhớ là áp dụng với hai nguồn cùng pha thôi, còn ngược pha thì nó lặp lại, nó lại ngược đảo ngược lại, được chưa? Nhưng các bạn nhớ đi thi đại học nó chỉ thi cùng pha thôi, nó không thi ngược pha đâu, yên tâm nhá. Đây là một quy tắc ngầm, không ai nói với các em nhưng phải hiểu điều đó. Tầm 5-6 năm gần đây là người ta chỉ thi cùng pha thôi, thì cứ yên tâm, thầy nhớ không nhầm chắc là phải tầm ít nhất là 6 năm rồi, nó chỉ thi cùng pha thôi. Nào, câu số 5. Điều kiện để hai sóng cơ gặp nhau, giao thoa được với nhau là phải xuất phát từ hai nguồn gì các em? Điều kiện để giao thoa được, đúng không các em? Điều kiện để giao thoa được nó phải là hai nguồn kết hợp, mà hai nguồn kết hợp là hai nguồn gì các em? Cùng tần số, cùng phương, và độ lệch pha là không thay đổi theo thời gian. Đây là những cái lý thuyết mà các em cần nhớ nha. Cùng tần số, cùng phương, và độ lệch pha là không thay đổi theo thời gian, được chưa? Phải có cả hai cái ý đó nha. Đấy, hai nguồn sóng phải là kết hợp, đúng chưa? Ok, chào Nguyễn Trần Tường Lâm. Ok, các bạn comment đúng rồi, tuyệt vời. Phạm Tiến, Lê Minh Anh, Lê Anh Minh vẫn nhớ cơ à? Ok, Kim Sơn, Nhật Hà, ok, tuyệt vời. Nào, xin mời các bạn là đúng như câu này là không có gì là khó khăn cả, đúng không? Nó rất là dễ nha, chỉ cần nhớ lý thuyết thôi, em thề. Ok, Minh Anh. Nào, câu 6, phát biểu nào sau đây là đúng về sóng cơ? Cái này phải nhớ này, thầy đã dạy một lần rồi, đúng không? Bước sóng, tất nhiên là nếu mà định nghĩa ấy, nó là quãng đường sóng lan truyền được trong một chu kỳ. Nhưng còn tính chất của nó là bước sóng này là khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên cùng một phương truyền, mà hai điểm đó là cùng pha. Nó phải đủ ba cái ý này, được chưa nhá? Bao nhiêu các em? Gần nhau nhất này, cùng phương này, cùng pha, thì đó mới là định nghĩa chuẩn về bước sóng, nhớ nhá. Đủ ba cái này, được chưa nhá? Phải có đủ ba ý, thiếu bất kỳ một trong ba ý này, như kiểu là cô B này, nó chỉ cho là cùng phương, cùng pha, lại thiếu gần nhất, vứt để cho các em. Nếu mà cùng phương, cùng pha sẽ cách nhau một số nguyên lambda, nhưng số nguyên nhỏ nhất chính là 1 lambda, được chưa? Câu 6. À, câu số 7. Nào, câu số 7 đoán gì các em?
Một sóng cơ lan truyền trong một môi trường, hai điểm trên cùng một phương truyền sóng. Em nhìn này, chắc chắn là có dữ kiện này nhá. Để mà các em áp dụng được công thức delta phi bằng 2 PD trên lambda, được chưa? Thì em phải nhớ cái này, đúng không? Nha. Hai điểm trên cùng một phương truyền sóng cách nhau một khoảng bằng bước sóng dao động gì các em? Cùng pha. Đúng chưa? Trên cùng một phương truyền phải có câu đó nhá. Những điểm cùng pha cách nhau nguyên lambda, ngược pha bán nguyên lambda, vuông pha bán nguyên lambda. Xong chưa? Câu số 8. Ok, kỹ thuật bơm. Nào. Cho thầy Thế Anh bơm cả ngày nhá. Thầy bơm hộ em cái. Thầy Thế Anh bơm hộ em cái. Thầy Trần Thế Anh gáy hơi to. Nào. Câu số 8. Trên một sợi dây đang có sóng dừng, khoảng cách từ nút tới bụng liền kề nó, được chưa? Cách nhau 1/4 bước sóng. Ở đây là khoảng cách theo phương ngang các em nhá. Được chưa? Từ một nút tới bụng liền kề là 1/4, còn hai nút liên tiếp là 1/2, hai bụng liên tiếp là 1/2, nhưng nó là theo phương ngang các ông nhá. Được chưa? Tiếp theo ở câu 8, bạn nào nhầm nữa thì hẹo thằng nào. Ok, bạn Trang đúng này, Kiều Thương này, Trang Dung này, Suco này, Linh Nguyễn này, Minh Tiến này, Duy Anh này, Anh Ngọc, Như Quỳnh. Úi giời, câu dễ không, comment ầm ầm. Nào, câu 7, à câu 9. Một sóng cơ lan truyền trong một môi trường, phát biểu nào sau đây là đúng? Hai phần tử cách nhau một nửa bước sóng thì ngược pha. Nào, nghe câu này được chưa các em? Rất thuyết phục nhưng lại vô lý. Lý do vì sao rất thuyết phục nhưng lại vô lý các em? Ừ, đồng ý cách nhau lambda trên 2 thì ngược pha, nhưng đó là của hai điểm trên cùng một phương truyền. Những cái dữ kiện này ấy mà thiếu cùng phương truyền là vứt đi tất các em ạ, được chưa? Vứt tất là gì nào? Các phần tử trên cùng một phương truyền. Đó, nhìn không? Câu rất quan trọng nhá. Cách nhau một số nguyên lần bước sóng thì cùng pha. Câu này mặc định đúng, được chưa? Cùng pha là cách nhau gì các em? Nguyên lambda. Câu này không thể nhầm được. Hình dung cho cao. Úi giời ơi. 229 người. Tuyệt vời, bạn nào chụp hộ thầy cái ảnh phát. Đỉnh đẳng cấp. Ok ok. Chính xác, phải có cùng phương truyền. Đây, câu này cũng thiếu cùng phương truyền. Câu này cũng thiếu cùng phương truyền. Nói chung là ACD đều thiếu cùng phương truyền. Đã so sánh hai điểm bất kỳ thì phải cùng phương. Còn trừ khi là em so sánh một điểm bất kỳ với nguồn, với riêng với nguồn thì không cần cùng phương, bởi vì cứ từ nguồn mà phi ra thì nó là một phương. Được chưa các em? Ok. Câu số 9. À câu số 10. Khi nói về sự phản xạ sóng cơ trên một vật cản cố định, nào, phát biểu nào sau đây là đúng? Sóng phản xạ luôn ngược pha với sóng tới tại điểm phản xạ. Cái này là gì các em? Đúng luôn, đúng các em? Em nhìn này, điểm cố định là một điểm không dao động. Mà khi nó đã không dao động thì hai thằng gặp nhau ở đó phải ngược pha nhau, triệt tiêu nhau. Có triệt tiêu thì nó mới đứng im được, thì nó mới là không dao động, có nhìn không? Cái từ cố định là cái từ không dao động, đúng không? Từ đứng im đấy, đúng chưa các em? Vậy thì hai thằng cu đó nó phải triệt tiêu nhau thì điểm này mới đứng im được. Vậy thì là gì các em? Nó phải ngược pha với nhau. Còn tần số của sóng phản xạ và sóng tới luôn bằng nhau. Riêng trong sóng cơ tần số sẽ không thay đổi. Em nhớ chưa? Nhớ nhá. Ok, ok. Rồi Minh Anh. Cái cùng pha này sai rồi. A đúng thì D phải sai, được chưa? Còn ví dụ như này, sóng phản xạ và sóng tới trên vật cản tự do, nếu mà trên vật cản tự do ấy thì nó mới đáp án D mới đúng. Vật cản tự do là có dao động, đúng không em? Thì hai sóng này không triệt tiêu nhau mà sẽ cùng pha với nhau, được chưa? Ok. Đấy, đơn giản. Câu 11 ạ. Nào, mãi mới đầu câu tính toán. Nào, các em cho thầy đáp án câu 11. Yên tâm mà thầy không bấm máy đâu. Ok, Huy Trần comment sợ thế nhỉ? Nào. Khiếp, ông Huy Trần comment để phát đầu tiên thì sai. Úi giời ơi, Nguyễn Tường sai. Minh Quân sai. Em sai rồi. Hay thầy sai nhỉ? Căng. Úi giời ơi, rất nhiều bạn comment là bán đề. Úi giời ơi. Nào, thứ nhất, các em tính cho thầy lambda đã nào. Nào, lambda bằng V trên F. Tất nhiên thầy sẽ không bấm máy nhá. Bằng V chia cho F, đúng không? V là 8 cành, F là 2 cành. 8 chia 2 là 4 cm. Và thầy đã dạy các em rồi, khoảng cách ngắn nhất giữa hai phần tử, được chưa?
Trên đoạn thẳng nối hai nguồn dao động cực đại thì sẽ cách nhau bằng lambda trên 2 thôi. Được chưa? Đáp án A các em nha, bằng 2 cm. Ok chưa? Ok. Những cái điểm cực đại liên tiếp nha, trên đoạn thẳng nối hai nguồn, những cực đại liên tiếp sẽ cách nhau lambda trên 2. Được chưa? Trên đoạn thẳng nối hai nguồn, những cực đại liên tiếp sẽ cách nhau lambda trên 2. Công nhớ nhá. Được chưa? Nhớ nhá. Còn ví dụ như này, nó thêm một từ thôi. Khoảng cách ngắn nhất giữa hai phần tử trên S1, S2 dao động biên độ cực đại và cùng pha nhau. Được chưa các em? Và nếu nó thêm từ cùng pha, được chưa? Nó thêm từ cùng pha thì mới là đáp án D. Hai điểm liên tiếp ấy, nó sẽ ngược pha với nhau. Được chưa? Thì điểm này ngược điểm này, điểm kế tiếp ấy sẽ là điểm cùng pha. Được chưa? Thì nó mới là lambda nhá. Ok, còn đây chỉ là hai điểm liên tiếp thôi. Trên AB cách nhau lambda trên 2, nếu chung là lý thuyết thầy dạy rồi. Được chưa? Lại quên thôi. Đáp án gì các em? A nhá. Được chưa? Đây, bạn nào cần thì thầy chẳng nhớ là thầy để ở đâu. Nói chung thì up cho các em một cái ảnh thì các em sẽ biết. Được chưa? Nó rất là dễ. Xong. Tiếp câu số 12. Một sóng hình xi năng lan truyền trong một môi trường, các phần tử nằm trên cùng một hướng truyền sóng. Ok, có cái dữ kiện đút túi là xong đúng không các em? Trên cùng một phương truyền, đút túi này, cách nhau một số nguyên lần bước sóng nhá. Phải có điều kiện là trên cùng một hướng truyền sóng hay một phương truyền, cách nhau một số nguyên lần bước sóng thì làm sao các em? Dao động cùng pha, đúng chưa? Đấy, còn bán nguyên là ngược pha nhá. Ok, Huy Trần nhá. Biết nào, câu 13. Một sóng cơ truyền trên một sợi dây rất dài với tốc độ là 1 m/s, tức là 100 cm/s, chu kỳ là 0.5 giây. Sóng cơ có bước sóng là bao nhiêu? Đây nhiều thằng lại dùng công thức này này. Nhiều thằng thấy tin này, nhiều thằng có dùng là lambda bằng V chia cho F, nhiều bạn nhá. Lambda bằng V chia F, thế các em có dở hơi không? Lambda bằng V chia F là bằng V nhân T đúng không? Chia cho F chính là nhân với T. Thì em làm như vậy thấy nhanh hơn một tí không? Đúng không? Vậy V ở đây là 1 lít và T là bằng 0.5. Đúng chưa? Vậy nó ra bao nhiêu các em? Nửa lít, đúng không? 50 cm. Đáp án gì đây? D. Đúng chưa? Câu này tất nhiên là thầy không bấm máy rồi. Nha, để. Đúng không? Thay vì cái việc mà em bấm ở V bằng lambda bằng V chia F thì lambda bằng V chia T luôn, đúng không? Bởi vì đây nhìn này. Bước sóng là quãng đường sóng lan truyền trong một chu kỳ, quãng đường bằng vận tốc nhân thời gian và thời gian là một chu kỳ. Đó, hình dung chưa? Câu số 14, khi nói về sóng âm, phát biểu nào sau đây là sai? Sóng âm nó được chia làm 3 loại: hạ âm, siêu âm và âm nghe được, đúng không? Hạ âm là những thằng có tần số nhỏ hơn 16 Hz, được chưa? Siêu âm là những thằng có tần số lớn hơn 20.000 Hz. Và đây là tai con người tất nhiên là phải nghe trong khoảng từ 16 tới 20.000, đúng không các em? Nó gọi là âm nghe được. Còn ví dụ siêu âm này là lớn hơn 20.000, nó là tầm con chó hoặc con rơi, đúng không các em? Nó sẽ nghe được cái thằng siêu âm này nhá. Ok. Và AD đúng rồi. Sóng âm không lan truyền được trong chân không. Sóng âm đơn giản là sóng cơ. Mà đã sóng cơ thì phải lan truyền trong môi trường vật chất. Có vật chất thì sóng cơ mới lan truyền được. Còn trong chân không là không vật chất, sóng âm không lan truyền được. Đúng. Câu C là sai. Đơn vị của mức cường độ âm nó là ben hoặc là decibel. Các em nhá. 14C. Đấy thì giảng sâu tí. Được chưa? Tiếp câu 15. Một sóng dọc truyền trong một môi trường thì phương dao động là gì các em? Trùng với phương truyền, được chưa? Thằng nào mà làm nhầm câu này thì hẹo. Được chưa? Sóng dọc là trùng phương truyền, sóng ngang là vuông góc phương truyền. Còn câu này V bằng lambda nhân F, đúng không? Tốc độ bằng V bằng lambda nhân F. Câu này là câu nhét điểm vào mồm, đúng không em? Nhét điểm vào mồm. Đây. Câu 17, nhiều bạn nhầm câu này thế này. Một sóng cơ lan truyền theo trục Ox với phương trình U bằng A cos 20pt trừ đi Px cm với T tính bằng giây. Cái nhìn này, đơn giản người ta chỉ hỏi các em là tần số của sóng này là bao nhiêu. Em nhìn luôn này, nó là cos 20pt có luôn được omega. Để cho các em, omega nó bằng bao nhiêu các em? 20pi radian trên giây. Mà omega thì bằng 2pi. Ôi dồi ôi. Omega bằng 2pi nhân gì các em? Ôi giời.
thao tác linh tinh. 2π nhân f đúng không em? Từ đây suy được f bao nhiêu em? 20π chia 2π, f bằng 10hz. H đúng không? B. Nhặt tiền không? Đơn giản nó chỉ hỏi tần số lấy omega chia 2π đúng không em? Nó không khác gì một bài dao động cơ nhá. Chứ khi nó hỏi tốc độ thì nó dạy các em rồi, tốc độ truyền sóng ở đây ấy là lấy hệ số của t chia hệ số của x, 20π chia π là ra bằng 20, nó chỉ hỏi đơn giản tần số thôi nhá. Câu 18 nó hỏi biên độ, dễ không các em? Biên độ này u bằng 2 cos đúng không? Thì cái cos này là cho về pha rồi đúng không? Thời gian là pha rồi. Cái mà không liên quan đến thời gian nó là biên độ đúng không? Vậy đây là bằng 2mm, đáp án gì các em? C. Nhá, rất đơn giản những câu cho điểm. Em đừng coi thường những câu này. Những câu này đã từng thi đại học rồi nhá. Không phải là đề đại học nó không cho những câu dễ vậy đâu. Nó đã từng cho rồi, được chưa? Chúng ta nên cọ sát một lần rồi thì biết nó là như nào, được chưa? Ồ, câu này lặp à? Câu này xóa luôn đi, để cho các em xóa đi. Nào, câu 19. Khi nói về sóng cơ phát biểu nào, sau đây là sai. Hôm nay thằng nào đúng được 66 câu tuyệt vời này. Bạn nào đúng được 66 câu hôm nay thì đi thi đại học có khoảng 20 câu lý thuyết, 20 câu lý thuyết và bài tập dễ. Các em làm 66 câu này mà đúng thì mặc định là 22 câu đó, 20 câu đó thì về sóng cơ là đúng hết, được chưa? Về sóng cơ là đúng hết nha. Đề thi đại học có 5 câu sóng cơ các em nhá, trong đó có 4 câu dễ, 1 câu khó. 4 câu dễ thực ra là nó cũng gọi là không phải là dễ quá đâu. Trong 4 câu dễ thì có tầm 2 câu dễ quá, 1 câu dễ vừa, 1 câu dễ vừa phải. Thầy đánh giá sóng cơ chỉ có một câu khó thôi, là câu giao thoa, năm ngoái là câu giao thoa. Còn lại 4 câu còn lại nó cũng bình thường thôi nha. Tiếp câu 19. Phát biểu nào sau đây là sai. Sóng cơ lan truyền được trong chất lỏng. Đúng rồi, chất khí đúng rồi. Trong chân không là sai, sóng cơ không lan truyền được trong chân không. Đúng chưa? Đơn giản nhá. Em đúng. Sóng cơ chưa câu 20. Khi nói về sóng cơ phát biểu nào sau đây là sai, sóng cơ truyền cho chân không, được chưa? 19 và 21 là hai câu ngược của nhau nha. Đây, sóng cơ truyền cho chân không là sai chưa? Đây. Đó đúng rồi. Ơ, giống nhau à? Ôi giời. Lặp. Ờ, câu này lặp tiếp này anh em này. Câu này thì nó lừa một tí thôi. Các em đừng nhầm ở đây là omega bằng 20π tần số là 10Hz. Thầy sợ nhiều bạn khoanh là 10πHz. Thầy đã chia cho 2π là mất pi rồi. Để cho các em 22 là B nha. Tất nhiên những câu này dễ, các em làm phát nó phải xong luôn, nó phải ăn ngay luôn, được chưa? Câu 23. Trên một sợi dây có sóng dừng. Ok, trừ nốt câu 21. Trên một sợi dây có sóng dừng ở khoảng cách giữa hai nút liên tiếp lambda trên 2, đúng không các em? Dễ không? Hai bục liên tiếp lambda trên 2. Nhưng mà nếu mà hai bục liên tiếp mà cùng pha, cứ thêm cái từ cùng pha thôi là phải nhân đôi lên, được chưa? Lại thành lambda nhá. Đấy. Sau livestream sẽ có file đề nha. Nào, câu 24. Sóng cơ lan truyền được trong các môi trường gì các em? Rắn, lỏng và khí, được chưa? Sóng cơ không lan truyền trong chân không nha. Học đi lại rồi à. Ví dụ như sóng dọc thì lan truyền trong môi trường rắn, lỏng, khí. Sóng ngang là trong môi trường rắn và bề mặt chất lỏng, được chưa? Thứ ra lý thuyết của chương này nó rơi nhiều vào bài sóng âm. Bài sóng âm là nhiều lý thuyết, được chưa? Nào, tiếp câu 25. Ở mặt nước có hai nguồn cùng pha dao động theo phương thẳng đứng. Hai nguồn, đây chính là bài giao thoa rồi, được chưa? Nào, những điểm dao động cực đại nha thì có hiệu khoảng cách là bằng một số nguyên lần lambda. Ở đây là hai nguồn cùng pha, được chưa? Cực đại là một số nguyên lần lambda. Vậy thì 2 năm đáp án là gì các em? Đáp án là A, nhớ là nguyên lần lambda. Cực tiểu là bán nguyên và cực đại là cái gì các em? Nguyên. Ok. Chúng ta đã đi được 1/3 chặng đường. Anh đã đi được 1/3 chặng đường. Ok nào, có 66 câu thôi. Chúng ta thấy nghĩ là nó nhẹ nhàng để coi như các em là sắp bước sang chương điện, đúng không? Chúng ta có một bài tổng ôn kiến thức về chương 6, nó nhẹ nhàng nhá. Tiếp câu 26. Tai con người có thể nghe được âm nằm trong giải nào sau đây? Các em làm mà không kỹ câu này ấy là cũng nhiều thằng hẹo lắm đấy nhá. Nhiều thằng hẹo lắm đấy. Nhớ là âm nghe được nó sẽ trong khoảng từ 16 tới 20.000 Hz. Như này, A và B thì nó ghê gớm không các em? Nó là 16 kHz và nhiều bạn sẽ không để ý không khoanh nhầm, được chưa? Đây này, 16 tới 20.000 Hz.
Đáp án D. Và nhiều thằng lại tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, tránh được cái bẫy kilo ở đây rồi lại phải va vào cái bẫy kilo ở đây. Được chưa? Đây là 20.000, đúng chưa? Đấy, tức là chỉ 20k thôi. Nếu có chữ K này chỉ là 20 thôi, còn nếu không chữ K thì phải là 20.000, đúng không? Cẩn thận, đấy. Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Các nhìn kỹ câu này nha. Nào, 27 thầy vừa dạy rồi. Sóng ngang có thể truyền trong môi trường rắn và bề mặt chất lỏng. Đấy chưa? Đáp án B. Tất nhiên cái này người ta dựa vào thực nghiệm, người ta biết được là sóng ngang là trong môi trường rắn là bề mặt chất lỏng. Tức là biết là trong chất rắn là sẽ có cả hai sóng cùng truyền được. Trong chất rắn là có cả sóng ngang và có cả sóng dọc nha. Tiếp. Câu 28 này. Kèo này là kèo không bấm máy nên là chắc chắn câu này là với bản lĩnh và kinh nghiệm livestream lâu năm của thầy 4 năm rồi. Thầy sẽ không bấm máy câu này. Nào, câu này nào. Trong khoảng thời gian 2 giây, sóng này truyền đi được quãng đường bằng bao nhiêu lần bước sóng? Các em biết là gì đấy các em? Bước sóng là quãng đường sóng lan truyền được trong một chu kỳ. Vậy các ông tính chu kỳ cho tôi. Chu kỳ bằng omega, để chưa ạ? Bằng 2pi chia omega. 2pi mà chia cho 20pi thì chu kỳ là 0,1 giây. Vậy các em suy ra được 2 giây chính bằng bao nhiêu các em? 20 chu kỳ. Vậy suy ra quãng đường đi được là 20 lambda. Xong chưa? Rất nhẹ nhàng. Truyền được quãng đường bằng 20 lần bước sóng. Đáp án là A nha. Đấy, các em chỉ cần nhớ định nghĩa là các em làm được luôn, không vấn đề gì cả nha. Câu này là sóng âm truyền từ không khí vào nước thì tốc độ truyền sóng là tăng, lambda là tăng nhưng tần số là không thay đổi. Cho những bạn vào sau nhớ câu này, được chưa? Nha. Khi đi từ môi trường này sang môi trường khác, tần số không đổi, được chưa? Tốc độ tăng lên theo mật độ hoặc là giảm đi theo mật độ nha. Còn tất nhiên là khi V bằng lambda nhân F mà F không đổi, V tăng lambda nó cũng tăng nha, không nha. Câu 30, đơn vị đo cường độ âm đó chính là watt trên mét vuông. Rất nhiều bạn hay nhầm đơn vị của cường độ âm và mức cường độ âm. Mức cường độ âm nó sẽ là ben, còn cường độ âm là watt trên mét vuông. Xong chưa anh em? Nào, câu này phải enter xuống dòng cho các em dễ nhìn này. Nào, câu này dạy rồi. Một sóng cơ lan truyền trên trục OX với phương trình như này. U bằng sin 20T trừ 4X. Vận tốc truyền sóng trong môi trường này là bao nhiêu? Đã dạy các em rồi. Tốc độ truyền sóng, đúng không? Là bằng hệ số của T chia cho hệ số của X. Hệ số T là 20, hệ số X là 4. 20 chia 4 là 20 chia 4 là 5. Và 5 này là theo đơn vị của cái gì các em? Ta chia cho hệ số của X, đơn vị phải theo X. 5 mét, được chưa? Thằng nào mà nhầm câu này thì 5 mét trên giây thì xin lỗi. Đúng không? Vận tốc 5 mét trên giây, 5 mét trên giây đáp án thì các em A. Được chưa? Cứ lấy hệ số của T chia cho hệ số của X nhá. Đây, gặp bài này. Nào. Ken đã đi một nửa chặng đường, được chưa? Nửa chặng đường còn lại chúng ta sẽ rapper nhá. Nửa chặng đường còn lại là Ken có đồng ý là rapper không? Tức là nhanh như máy. Thầy sẽ không ngồi giảng lý thuyết nữa. Thầy nghĩ là 33 câu vừa qua là nó cũng bao quát được tương đối lý thuyết rồi. Nó cũng bao quát được tương đối, tức là cũng phải được gần hết lý thuyết của chương sóng rồi, 33 câu vừa nãy ấy, được chưa? Thì bây giờ từ 34 trở đi thì tôi sẽ ngồi tôi chém thôi, tức là thầy ngồi thầy rapper thôi nhá. Hai nguồn sóng kết hợp là hai nguồn cùng phương, cùng tần số và độ lệch pha là không thay đổi theo thời gian. Không mặc định, em phải nhớ này, hai nguồn kết hợp thì không nhất thiết là phải cùng biên độ hay cùng pha. Khác biên độ, khác pha vẫn giao thoa được bình thường. Chỉ cần cùng tần số và các em cùng phương thôi. Nào, bắt đầu rapper được chưa anh em? Bắt đầu rapper được chưa các em? Thầy nghĩ là rapper được rồi đấy. Rapper là gì? Rapper là làm rất nhanh. Được chưa? Ổn. 32. 32 đây. Hai nguồn cùng pha. Được chưa? Cực tiểu giao thoa thì nằm trên những đường có hiệu đường đi bằng một số bán nguyên. Được chưa? Cực đại thì là nguyên, là các bạn A nè. Nhưng cực tiểu, các ông nhìn thấy chưa? Là đáp án D.
bán nguyên. Nào, bắt đầu. Khi mà thầy rapper thì các em cũng sẽ rapper, được chưa? Các em cũng là các rapper và thầy cũng là một rapper. Nào, em phải hiểu ấy, khi các em thuộc lý thuyết rồi, các em biết làm rồi, nó vẫn chưa hết đâu các em ạ, còn phải làm nhanh nữa, được chưa? Làm nhanh, làm đúng, làm chính xác, được chưa? Nên thầy sẽ rapper cho các em tập luyện dần dần nhá. Bắt đầu rapper bao nhiêu câu còn lại, giờ chúng ta đi được một nửa chặng đường đúng không? Bây giờ là một nửa chặng đường còn lại là phải tăng tốc nhá. Thầy nhớ à, thầy cảm nhận được là thầy đã nói gần như là hết về về sóng cơ rồi đấy. Để ứng dụng như cái thầy vừa nói làm chém nhá. 34 này, một sóng cơ lan truyền khoảng cách giữa hai xét trên một hướng truyền sóng, khoảng cách giữa hai phần tử môi trường dao động cùng pha 1/4 là sai, gần nhau nhất cùng pha. Ôi giời, tuyệt vời. Đáp án gì các em? B. 34B. 34 thầy có làm nhầm không? Đúng không? Giữa hai phần tử gần nhau nhất cùng pha là một bước sóng nhá. 34 đáp án B. Ok, còn ngược pha là phải số bán nguyên, còn ngược pha gần nhất nó mới là 0,5 lambda, tức là lambda trên 2. Tiếp 35, sóng dừng khoảng cách giữa hai nút bao nhiêu các em? Lambda trên 2, đúng không? Hai nút sóng là lambda trên 2. Tiếp theo 36, trong một sóng cơ, sóng dọc lan truyền được trong môi trường gì các em? Rắn lỏng khí, thầy vừa dạy rồi, đúng không? Sóng dọc là rắn lỏng khí, sóng ngang là rắn là bề mặt chất lỏng nhá. Ok. 37. Nào, 37. Một sợi dây căng ngang đang có sóng dừng, sóng truyền trên dây với bước sóng lambda, khoảng cách giữa hai bục liên tiếp, nhưng công nhìn này, thêm từ cùng pha chưa? Thông thường các em học là hai bục liên tiếp là lambda trên 2. Như thầy nói rồi, thêm cái từ cùng pha là phải nhân đôi lên. Thế thì lambda trên 2 nhân đôi bao nhiêu các em? Là B, được chưa? Hai bục liên tiếp nó sẽ ngược pha. Còn hai bục, được chưa? Mà bỏ giữa giữa một bục thì nó sẽ cùng pha, đúng chưa? Nha. Úi giời ơi, 37 này cắm mặt vào thằng Tí Trọi, thằng Thái Bình, thằng Nguyễn Tiến Anh. Thầy nhắc rồi, cứ có từ cùng pha nhân đôi cho thầy, được chưa? Ôi giời ơi. Nha. 38. Phát biểu nào sau đây về sóng cơ là sai? Sóng cơ lan truyền trên mặt nước là sóng ngang. Tuyệt vời. Sóng cơ lan truyền trên môi trường rắn lỏng trên không, sai, hẹo hẹo hẹo. Cứ chân không là hẹo, được chưa? Sóng âm trong không khí là sóng dọc, mặc định em phải hiểu này. Trong không khí chỉ có một thằng chỉ được thôi là thằng sóng dọc, đúng chưa? Dọc là rắn lỏng khí, ngang là rắn lỏng bề mặt chất lỏng. Vậy C đúng. Ơ D sai à? Đây B sai. Nó bảo cô sai đúng không em? Nhìn thấy chân không là sai, đúng không? Sóng cơ là sự truyền dao động cơ trong môi trường vật chất, đúng định nghĩa luôn nhá. Tuyệt vời. Thầy rap rồi. Thầy rap rồi nhá, Trang nhá, đang rap nhá. 39. Lambda bằng V nhân T vừa dạy xong, được chưa? 40. Sóng truyền trên mặt nước bước sóng lambda, M và N là hai đỉnh sóng, và giữa M và N có hai đỉnh sóng khác, từ cân bằng của M tới N là bao nhiêu? M và N là hai đỉnh, giữa M và N còn hai đỉnh khác, vậy tức đây là bốn đỉnh liên tiếp, đúng không? Bốn đỉnh liên tiếp mà biết rồi, hai đỉnh liên tiếp cách nhau một lambda, thế thì bốn đỉnh liên tiếp là cái gì không? Ba lambda, đúng chưa? Các nhìn nhận, xòe bốn ngón tay ra có ba khoảng trống ở giữa, được chưa? Tuyệt vời nhá. Rap chậm thế à? Bình tĩnh, tăng tốc dần em. Hai nguồn cùng pha, điểm M cách nguồn mỗi người là D1, D2, biên độ cực đại hiệu khoảng cách là một số nguyên lambda, đúng không? Cực đại là nguyên lambda, tuyệt vời chưa? Tuyệt vời nhá. 42, bước sóng là khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên cùng một phương truyền sóng mà hai nhóm cùng pha. Vừa dạy xong, đủ ba ý. Bước sóng là hai điểm gần nhất, cùng phương, cùng pha, 42 đáp án A. 43, lambda bằng V nhân T bằng V trên F, đâu rồi? Đáp án gì đây? Đáp án A, đúng không? Lambda bằng V trên T bằng V trên F. Xong, rap đi nhá. 44 à. Phát biểu nào sau đây về đại lượng đặc trưng của sóng cơ là không đúng? Chu kỳ sóng là chu kỳ phần tử, đúng. Tần số sóng là tần số phần tử, đúng. Bước sóng quãng đường một chu kỳ, đúng. Tốc độ truyền sóng, sai. Tốc độ truyền sóng nó khác hoàn toàn với tốc độ phần tử môi trường. Tốc độ truyền sóng nó là phụ thuộc môi trường, còn các phần tử dao động gì kèm? Đàn à, dao động điều hòa, tốc độ biến thiên, hai khác nhau hoàn toàn. Được chưa? 44 đáp án D. 45, ôi cái câu này lặp lại nhiều thế nhỉ? Ôi được chưa? Câu này lặp lại nhiều quá các em ạ. Nào, 46, tốc độ truyền sóng của môi trường, hệ số của T chia hệ số của X, 10 chia 2/3, tức là nhân với 3/2, tức là bao nhiêu các em? 30 chia 2 là bằng 15. 15 phải theo đơn vị của thằng X, X đơn vị là mét, đúng không? Vậy đây là 15 mét trên giây. 46 đáp án gì các em? 46 đáp án A, được chưa? Rap chưa? Rap nhá. 47, đối với sóng cơ học, vận tốc môi trường là phụ thuộc gì các em?
vận tốc trường sóng là phụ thuộc bản chất môi trường, vận tốc là phụ thuộc bản chất, được chưa? Thôi 48 dẹp, câu này lặp lại nhiều quá rồi. 49, lượng năng lượng sóng âm truyền qua một đơn vị diện tích đặt vuông góc với phương truyền âm trong một đơn vị thời gian, đây chính là gì các em? Cường độ âm. Cường độ âm là gì? Cường độ âm là năng lượng âm truyền qua một đơn vị diện tích trong một đơn vị thời gian, đó chính là đơn vị năng định nghĩa của cường độ âm. Đơn vị cường độ âm là watt trên mét. Nào, câu này tiếp tục. Tốc độ lan truyền sóng cơ, đúng không các em? 4 chia cho 0,02 nó là bao nhiêu các em? Nó là bằng 200. Nhưng mà 200 gì đây? X tính theo cm, nó là 200 cm trên giây. Vậy nó là 2 m trên giây. 4, 5, 50, đáp án D. Được chưa? 51, hai âm có cùng độ cao là hai âm có cùng gì các em? Tần số. Độ cao là một đặc trưng sinh lý của âm, nó liên quan chặt chẽ tới đặc trưng vật lý, đó chính là tần số. Được chưa? Có 3 đặc trưng sinh lý là độ cao, độ to và âm sắc, tương ứng với 3 đặc trưng vật lý là tần số, mức cường độ âm và đồ thị dao động âm. Được chưa? Ê, câu này vừa làm rồi. 4 chia 0,02 2 lít, đáp án C, à B. Được chưa? Nhẹ nhàng. 50, 53, một sóng cơ lan truyền trong môi trường đồng nhất với bước sóng lambda, hai phần tử trên cùng một phương truyền sóng cách nhau một khoảng nhỏ nhất là D. Hai phần tử này dao động lệch pha nhau là gì các em? 2pi D trên lambda. Công thức tính độ lệch pha thì biết rồi. Độ lệch pha bằng 2pi D trên lambda. 53 đáp án gì các em? C. Được chưa? Ok, thái bình, chính xác. 54, trên một sợi đang có sóng dừng ở khoảng cách giữa hai nó liên tiếp. Thảo lặp lại rồi, lambda trên 2. Có những câu của các em mặc định không thể sai được. Ví dụ như câu 54, được chưa? Tiếp câu 55, để phân loại sóng ngang và sóng dọc, người ta căn cứ vào gì các em? Phương dao động của các phần tử với phương chuyển sóng, được chưa? Nha. Người ta căn cứ vào phương dao động của phần tử với phương chuyển sóng. Sóng dọc là trùng phương truyền, sóng ngang là vuông góc phương truyền, được chưa? Tiếp 56. 56. Tại hai điểm A và B kết hợp, hai nguồn cùng biên độ, được chưa? Cùng pha luôn, ok, hợp lý. Phần tử mặt nước thuộc trung điểm gợn lồi trung tâm, đúng không em? Dao động với gì em? Biên độ cực đại, được chưa? Dao động với biên độ cực đại. Đáp án gì em? A. Đấy, sai, được chưa? Đấy, trung điểm thuộc gợn lồi trung tâm rồi, được chưa các em? 56 A. 57, úi giời, lặp lại. Bước sóng là khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên cùng phương truyền mà hai đứa đó cùng pha, đủ ba ý. Gần nhất, cùng phương, cùng pha. Câu này 3 lần các em nhá, không thể sai được. Thực ra thầy cho những câu này lặp lại nhiều ấy để luyện mắt thôi, để cho các em gặp phát những câu này ấy, các em làm trong khoảng 2 giây hoặc 1 giây, để cho tức là các em luyện mắt đã quá quen rồi. Câu này các em thuộc rồi, nhưng mà các em chỉ gặp nó một lần thì cái ấn tượng nó sẽ không nhiều, và em lần tiếp theo gặp lại nó quá lâu rồi, và các em lại phải đọc lại, mường tượng lại. Nhưng em gặp liên tiếp, được chưa? Nhớ luôn, đúng không? Liếc mắt thật nhanh, luyện mắt nha, luyện mắt. Nên thầy cho lặp lại không phải là thầy nhầm đâu, ý đồ cả đấy các em ạ. Cứ một lúc sau lặp lại một lần để các em nhớ câu đó, nhớ trong đầu luôn nha. Luyện mắt mấy giây một câu thôi. Nào, 58, sóng cơ truyền từ không khí vào nước đại lượng nào sao không nổi? Đáp án gì các em? A. Câu này lặp lại lần thứ 3 hôm nay nhưng vẫn phải học, được chưa? Phải nhớ là ghi trong đầu. Điều khác môi trường, tần số sóng là không đổi, đúng không? 3 lần nữa là có sai được không? Còn lâu các em sai câu này, được chưa? Tự khắc ok chưa? Lần thứ 4 gặp là nhớ. Nha, hiểu không? Nào, trong sóng cơ, tốc độ truyền sóng là tốc độ lan truyền dao động trong môi trường. Chính xác, đáp án gì các em? À, tốc độ truyền sóng là tốc độ lan truyền pha, lan truyền năng lượng và lan truyền dao động trong môi trường đấy. Đúng chưa? 59A. 60 sẽ là điểm đẳng hướng trong không gian, à nguồn ô đẳng hướng trong không gian, sẽ là điểm M và N. Ai rồi câu này này. Câu này mà rồi ôi, 60 là bán gì anh em? Câu bạn nào ấy đọc câu này không kỹ này là hai điểm cách nhau lambda trên 2 đúng không? Các bố pha ngay là ngược pha vào mồm. Được chưa? Rất nhiều thằng C này. Được, cứng. Nào, tí chọi A. Nguyễn Trường B.
Ok, may cho các em mà thầy chữa câu này nhanh. Thầy mà để các em nghĩ một lúc hay là như nào đấy là rất nhiều thằng nhầm sang đáp án C đấy. Được chưa? Ok, em nhìn thấy lambda trên 2 không? Là các em nhầm. Nó là gì đây? Ngược pha chứ không phải. Ông nhìn này, M và N đối xứng nhau chưa? Tức là O nằm vào giữa, MN cách O lambda trên 2. Tức là M cách N là lambda, mà trên cùng một phương, đối xứng nhau là cùng phương chưa? Cách nhau lambda là gì các em? Cùng pha, được, hay lắm. Không thể nào bị lừa, tốt. Học sinh của thầy khá cứng. Nào, lặp lại rồi. Độ cao là một đặc trưng sinh lý gắn liền với gì các em? Tần số. Em yên tâm, gặp câu này 10 lần là lần thứ 11, không bao giờ nhầm được nữa. Nhưng nếu các em gặp nó một lần thôi, lần thứ hai vẫn có thể nhầm. Các em gặp nó 3 lần, lần thứ 4 ít nhầm hơn, nhưng gặp nó 10 lần, lần thứ 11 mặc định không nhầm. Được chưa? Nào, 62, sóng cơ không lan truyền ở trong dân không. Câu này là 10 lần từ hôm nay rồi. Được chưa? Không nhầm được nữa đâu các em ạ. Yên tâm đi, học thầy thì có cách của thầy và các em rất tự tin sau khi học thầy về lý thuyết. Yên tâm được đấy nhá. Tiếp, 63. Cho hai nguồn kết hợp cùng pha giao thoa trên mặt nước tại một điểm dao động của nó là cực tiểu gần với gợn trung tâm nhất, có hiệu khoảng cách là một thì các em nửa bước sóng. Lý do vì sao? Điểm cực tiểu thì hiệu khoảng cách là một số bán nguyên lambda. Được chưa các em? Hiệu khoảng cách là một số bán nguyên lambda nhưng lại gần trung tâm nhất. Trung tâm là vân bậc 0. Được chưa? Cái số bán nguyên nào mà gần số 0 nhất? Bán nguyên là gì? 0,5, 1,5, 2,5 đúng không? Vậy bán nguyên mà gần 0 nhất là 0,5, tức là nửa bước sóng. Được chưa? 63A. 64. Cho phương trình của nguồn. Hỏi phương trình điểm M. Thế nó rồi. M nó chỉ là con cháu của O thôi. O là nguồn sóng, là tổ tiên, là nơi phát động ra sóng. Được chưa? Thì thằng O nó phải sớm pha nhất. Và thằng M chỉ là cháu chắt thôi, nó phải trễ pha hơn O. Vậy thì cho pha của O, tức là cho tuổi của cụ các em, mà tìm tuổi của các em thì lấy tuổi cũ các em trừ cho sự chênh lệch, đó chính là delta phi bằng 2 pi lê trên lambda, thì mới lấy tuổi các em được. Được chưa? Còn ngược lại, nếu bài toán cho tuổi của các em, hỏi tuổi cũ của các em thì em phải cộng lên 2 pi lê trên lambda, tránh những bài toán ngược nhầm lẫn. Được chưa? 65. Độ cao là đặc trưng sinh lý gắn liền với gì các em? Tần số âm. Lặp lại lần thứ 6 trong bài rồi lần thứ 7 mà gặp lại đứa nào mà nhầm câu này thì ăn đạt nhá. Nào, 66, lặp lại nhưng phải nhớ này, tốc độ truyền sóng cơ là phụ thuộc vào cái gì các em? Môi trường truyền. Nó phụ thuộc vào mật độ môi trường, nhiệt độ môi trường và sự liên kết ở trong môi trường đó. Hợp lý chưa? Mang ra phản ra làm. Ok, hợp lý. Thôi, 66 câu là hôm nay thì định cho cả lý thuyết về dao động cơ, thì dao động cơ nó mới nhanh, nó mới dễ nhầm. Nhưng còn sóng cơ là ít khi các em nhầm lắm, trừ khi là các em gặp nó quá ít và các em làm nó ít quá nên các em hay nhầm thôi. Nhưng thầy tin là với cái tần suất nó lặp lại nhiều như hôm nay thì thầy nghĩ là các em sẽ không nhầm nữa đâu. Được chưa? Vì sóng cơ nó dễ lắm các em ạ. Được chưa? Sóng cơ đề thi có 5 câu thì 4 câu là dễ rồi nha. Thì gọi là dễ, chỉ có một câu khó đỉnh cao thôi. Được chưa? Câu khó đó về phần giao thoa rất là khó, thực sự là khó. Được chưa? Còn lại 4 câu còn thì cũng giống thầy dạy thôi. Được chưa? Còn cái câu kia nó mới kinh nha. Câu kia chúng ta mới cần mất nhiều thời gian nghiên cứu, còn thầy nghĩ là 4 câu thì nó cũng không vấn đề gì. Và tất nhiên thì nói rồi, để làm đúng lý thuyết em phải làm rất nhiều. Được chưa? Và lặp lại cũng phải làm để chúng ta phản ứng nhanh câu đó. Được chưa? Lặp lại không phải bỏ qua, chúng ta phản ứng thật nhanh câu đó. Được chưa? Chúng ta làm một lần 10 giây, lần thứ hai phải là gì các em? 9 giây, lần thứ ba phải 6 giây, đúng không? Lần thứ tư phải 2 giây, đúng không? Đấy, kiểu đấy, nó phải lặp lại liên tục nha. Ok. Nào, thầy rất tiếc là Đỗ Thành Nam thầy chặn em luôn, được chưa? Bay màu luôn, không nói nhiều. Ok, đừng có nói EZ với thầy, được chưa? Thằng nào mà nói EZ là thầy block nhá, được chưa? Dễ cũng phải học nha các em nha, dễ phải học. Đi thi toàn các em mất điểm câu dễ chứ có giờ các em mất điểm câu tính toán đâu, đúng không? Toàn những thằng đi thi về ôi vậy thầy em sai ngu rồi. Cái sai nào mà chả ngu, được chưa? Là do các em là đấy, lúc dễ chúng ta chủ quan. Câu khó câu làm cẩn thận, câu trân trọng, nhưng câu dễ cái làm sai. Câu nào cũng chỉ là 0,25 điểm các em nha. Ok. Thầy mong là với chất giọng
thiên phú của thầy, chất giọng mà chất giọng mà thôi không, nó hơi quá chất giọng nghe được của thầy. Kem có thể thuộc nhiều lý thuyết hơn, được chưa? Thầy nghĩ là học thuộc lý thuyết ấy là em đọc nhiều, em nghe nhiều, tự nhớ, được chưa? Em biết người khiếm thính không? Người ta học à, là người khiếm thị chứ đúng không? Khiếm thính thì nghe kiểu gì? Người khiếm thị không? Người ta học thuộc bằng cách ghi nhớ, bằng cách nghe, đúng không? Nghe người ta nghe nhiều thì mong nghe cũng thế, được chưa? Nghe là một cái học thuộc, nghe thầy nói thôi, được chưa? Là một cái học thuộc nha. Ok. Rồi, chào tất cả các em. Rồi, hẹn là các em vào một ngày sớm nhất, hẹn là các em vào một ngày không xa, đó chính là tối mai à, hay trong ngày kia đấy. Để chờ, tóm lại thầy sẽ livestream đều. Và rất vui giới thiệu các em trong tuần này vào thứ năm, thầy sẽ livestream phần đồ thị sóng cơ, đỉnh cao đồ thị sóng cơ cho tất cả các bạn nha. Thứ năm tuần này là chúng ta livestream về đồ thị sóng cơ, rất nhiều câu đồ thị sóng cơ hay và khó nha. Sẽ giới thiệu các em vào thứ năm tuần này. Để chưa? Bạn nào mà đam mê với đồ thị, nhất là đồ thị sóng cơ, em biết rồi, đồ thị sóng khó lắm. Đồ thị sóng khó hơn đồ thị dao động cơ rất là nhiều. Được chưa? Nha, đồ thị sóng cơ cực kỳ khó. Và bạn nào đam mê với đồ thị sóng cơ thì thứ năm tuần này hẹn các em nha. Ok. Rồi. Chào tất cả các em. Đấy, một buổi tối nhẹ nhàng đúng không? 66 câu lý thuyết trong 45 phút. Rồi, mong anh em là sẽ học thuộc được phần nào đó lý thuyết sóng cơ, mong em sẽ không xa lý thuyết sóng cơ nữa, được chưa nhá? Tất nhiên là đi thi thì nó vẫn có sẩy chân, nhưng mà thôi, chúng ta đã hạn chế được cái mức sẩy chân xuống thấp nhất rồi nha. Ok. Rồi, chào Nguyễn Hải, bye bye em. Chào Nguyễn Nguyễn. Rồi. Thứ năm tuần này hẹn gặp các em vào lúc 8 giờ 45 phút hoặc 9 giờ gì đó. Rồi. Bye bye các em. Pi pi.